nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái loại motor giảm tốc dạng Shikano. Loại này có khả năng là truyền tải được cái moment lớn. Và tỉ truyền cao, hai nữa là cái trục vào và trục ra đồng trục với nhau nha, chứ không phải là dạng lệch tâm. Cái loại này thì cái hộp giảm tốc này có thể một là cái loại mà liền motor giảm tốc, hai là cái loại nó cũng dạng giống như liền nhưng mà nó có cái mic kết nối này, như các bạn này, giống như kết nối dạng này với motor và cái hộp số này, nó là một dạng mic để kết nối với cái motor mặt mic. Thì cái này là cái đã lắp sẵn rồi này. Đấy. Còn cái bộ bên này là cái bộ chúng tôi tháo ra để các bạn dễ hình dung, giống như đây là cái motor mặt mic chẳng hạn, thì cái loại này mặt mic và cái trục nó sẽ tương với nhau, thì các bạn sẽ kết nối ở đây, khi mà lắp lại với nhau như thế thì nó thành một bộ giống như bộ to này. Đấy, còn một loại thứ hai nữa, các bạn sẽ nhìn thấy là cái loại trục vào nó cũng là dạng dương, chứ không phải để kết nối với cái loại motor mặt mic như trên này. Còn đây là trục vào cũng thế này. Đó. Trục vào dương, trục ra dương. Các bạn sẽ phân biệt trục vào, trục ra là như nào. Trục vào thì luôn nhỏ hơn trục ra, tại vì khi mà giảm tốc xuống thì cái moment nó sẽ được phóng lên, tức là nó sẽ moment tăng lên, để cái trục ra để chịu được moment lớn thì nó sẽ phải lớn hơn. Và thường người ta sẽ kết nối này bằng cái loại một là khớp nối, hai là có thể là bằng nhông sên, tức là xích ấy. Ba là cái loại bằng, có thể là các bạn có thể dùng cái loại bunny đai chẳng hạn. Đấy, thì tùy vào cái ứng dụng làm sao mà các bạn chọn cái kiểu kết nối cho nó phù hợp, có thể là liền hoặc là có thể là dạng đích kết nối như này đó. Thì tùy vào cái công suất và tỉ số truyền khác nhau, chúng tôi sẽ chọn được cái hộp giảm tốc khác nhau. Ví dụ ở trên này chẳng hạn, đây là cái tỉ truyền 1/121 lắp cho 1,5 kW, vậy các bạn nhìn thấy nó khá là lớn, nhưng mà với cái tỉ truyền thấp thì các bạn có thể dùng cái hộp nó nhỏ hơn, tương với 1,5 kW, hoặc là cái dạng như này, cái dạng mà đây cũng 1/121 nhưng lắp 3 kW chẳng hạn. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ lớn hơn cả những cái này, cũng từ cùng tỉ truyền 21, công suất khác nhau sẽ tạo ra moment khác nhau, và cái tỉ truyền khác nhau cũng tạo ra moment khác nhau, vậy cái hộp nó cũng sẽ khác các bạn nha. Đấy, cái đại Trung Bắc ngoài cung cấp cái hộp giảm tốc siêu no này, thì chúng tôi còn cung cấp khá nhiều các loại hộp giảm tốc khác nữa. Đấy, rất nhiều các bạn nhỉ. Đấy, thì các bạn quan tâm đến cái sản phẩm hộp giảm tốc siêu no này thì liên hệ với chúng tôi ha.